Con gì chúng ta cùng chờ lại xem bãi quả lại hơi xấu. Bàn cảng, Dũng còn của Mark C, sở trường. Còn đây cũng lại Mark C nữa của Tôm. Thế thì lại cùng đến màn hình máy của Tôm. 2 click Moria 1 hit là quân các cầu thủ bên phía đan trường. Như vậy là quân bên phía đan trường đẹp hơn rồi. Có 1 hit, 2 click Moria. Ya và hit là quá tuyển. Bên này thì cũng có 3 tuyển. Đấy là 2 Maxe, 1 Roman. Nhưng cái việc mà có 2 Maxe thì tham lại lúc nào cũng bị đè từ phút 20 trở đi là chuyện bình thường. Khi mà nông dân của Maxe là không có bánh xe và trận này thì có lẽ là Dũng Còn sẽ là người đánh cung A. Tôm Dummy. Tôm Dummy đâm mèo vào nhà của Ia, vào nhà của Ia thôi. Grick thì có lẽ là khó đâm. Và cứ gặp nhà nào đâm là đấy. Công ca công kèo và nhà ấy hit nếu mà nhà hit ở đầu cánh. JVK tát thẳng vào mặt của hit luôn. Không sao cả. Con voi đầu tiên. Đã thấy một con voi. Đừng bảo tôi một đôi. Con voi vẫy tài. Có một đôi không? Không có. Này thì ban căng. Bây giờ thì Tôm đã thấy luôn một bãi quả rồi. Quá tươi cho Tôm. Một trận mà Tôm sẽ ép đời cực phu. Nếu không chết dân chết dèo gì cả. Nếu không có lỗi kỹ thuật gì xảy ra thì có lẽ là một trận mà Tôm sẽ kích đời ở đầu 10. Và 10 tròn với 23 dân. Hoặc là cuối 9. Cuối 9 đầu 10 thì đấy. Nếu không có gì thay đổi thì nó sẽ là vậy. Kịch bản vẫn là vậy thôi. Đối với việc Tôm ép đời sớm là chuyện quá bình thường. Một trận mà gỗ đầu cũng không phải là xa cho lắm. Thiết kế chiếc S sớm cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Bây giờ thì Tôm anh vẫn đang khai thác gỗ. Ép gỗ để có... Ơ không. Đấy rồi, thêm một bãi quả nữa. Rất may cho Tôm giật con nông dân lại kịp. Tí nữa thì chết thật. Tí nữa thì chết thật con nông dân. Bây giờ đang cắt dân ra để có thể đóng e và bắt đầu thiết kế một chiếc BS. BS ở đâu? BS ở giữa hai cánh rừng của BS nhân đôi luôn cho đẹp. Bo bế. Chuẩn bài luôn. Ờ không không, đúng rồi, vào cái khe. Chuẩn bài. Mới có một con voi thôi. Nhưng thấy thôi là đủ rồi. Ăn một bãi quả lên đời, sau đó là ăn tiếp bãi quả thứ hai. Không sao cả. Bây giờ thì các bạn ở Hà Nội thì mọi người có thể ra cà phê chế để có thể ngồi điều hòa quạt mát và thưởng thức những trận cầu đỉnh cao. Ở quán Dũng Con bây giờ thì nó không khác gì một cái lò. Quá nóng, điều hòa không bật và quạt chỉ có quạt máy thôi. Càng quạt càng nóng. Mồ hôi không ra nhưng người lúc nào cũng nhễ nhại. Rất khó hiểu. Còn ở Thái Bình thì các bạn cũng có thể ra 157. Ngõ 157 ở đường Lê Đại Hành. Ngay đối diện cái ao đình cũng có một quán net. Vâng, chuyên ra có kèo. Vâng, chuyên kèo bao nhiêu cũng có thể chơi. Vâng, chỉ cần một con số, các bạn cứ ra đấy mà đọc. Ở ngõ 157 phố Lê Đại Hành. Vâng, đối diện với đường vào Sapphire. Đối diện với đường vào karaoke Sapphire. Bây giờ thì 23 dân Tôm kích đời thì khá lâu rồi. Sẽ là lại một trận mà Tôm dường như là anh hơi đuối gỗ. Như vậy là cậu buồn cầm Persian. Persian cậu buồn ở cánh bên kia. Roman cổ Việt. Có lẽ là đúng là chỉ còn có mỗi Tiểu Bạch Long là anh có thể đánh cung. Còn không chả ai có thể đánh cung trận thi đấu nữa. Dũng Con 27 dân, nhà Dũng Con hốc không? Nhà Dũng Con đây rồi, 27 dân. Dường như là cũng khá đẹp chứ không phải là xấu. Bài Dũng Con khá đẹp, không phải xấu. Đúng rồi, chuẩn bài luôn. Đóng BB. Bây giờ mới thiết kế BB. À không, vẫn chưa lên được đời. Nhà Dũng Con trận này cũng khá đẹp và điều kiện đánh cung là tốt. Trận này có lẽ là cung kẹp với pháo để chống lại những con cung R của Hit. Cung R của Hit thì cũng chả xoắn gì những con cung A của Mark C cả. Chính vì thế mà anh cần phải kẹp với pháo. Nhiều pháo để có thể chống lại con cung đấy. Nhà Dũng Con trận này cũng khá giàu khi mà anh được cầm Mark C.
Quay trở lại màn hình máy của Việt M, bây giờ là 25 trên 28 dân bãi quả thì bây giờ vẫn còn một con, vẫn còn một cây. Hơi đen thì Việt M khi mà từ nãy đến giờ thì nhà anh toàn quả xấu. Dâng lờ chéo cánh để có thể chém cho Dũng con lên được cùng Nga khỏe. Chiến thuật khá hợp lý. Màn hình máy của Tom Grui. Tom Grui 24 trên 24 đã bắt đầu chạy ngựa giò. Khá tươi. Nhà Việt quá xấu chính vì thế mà thôi không cho anh lên truyền hình nữa. Bây giờ ngựa giò Tom đẩy đi gặp ngay nhà màu 7. Nhà màu 7 cầm Miyamoto. Màu 7 cầm Miyamoto sẽ phế bãi vàng này bởi Tom. Mèo mèo sẽ phế bãi vàng. Không còn gì phải bàn cãi. Mèo mèo không thể ăn được vàng tơn này luôn. Tôi đảm bảo. Mèo mèo cầm Miyamoto ở đầu cánh. Và lấy cái gì ra để ăn vàng tơn này? Cầm Miyamoto. Và Miyamoto phế luôn bãi vàng. Quá hay cho Tom. Vẫn còn cố để có thể ăn thêm 10 vàng. Một trận mà Tom đã chiếm ưu trước Miyamoto của Mèo Mèo. Bây giờ anh có đóng y đóng eo gì không? Tôm có đóng y đóng eo hay không? Chúng ta cùng chờ lại xem. Đóng thêm L thứ hai. Đóng nhà L thứ hai. Một trận mà Tôm sẽ lại chay chém. Thi đấu với Yamoto của Mèo Mèo bây giờ thì thôi bãi. Bãi này thì thôi. Để những con chém đến. Nhưng Tôm vẫn đang khá hổ báo. Chơi luôn. Để những con chém đến. Và Tôm sẽ xử lý bãi quả này của Mèo Mèo. Một trận mà Tôm chiếm ưu trước Mèo Mèo. Quá hay cho anh tôi. Trận chém cực tốt khi Tôm cầm Max C. Bây giờ thì anh bắt đầu chọc tiếp vào bãi quả ăn hoang của Mèo Mèo. Mèo Mèo không có đồ để ăn hoang, không có gì để sóc chém luôn. Bãi vàng đã phế từ đầu. Không còn gì để có thể sóc chém. Một con chém mang hình ảnh minh họa. Và Mèo Mèo là người cực yếu, nhận đồ bơm. Bây giờ Tôm đang chờ đợi và để chờ đợi để có thể vào được bãi bãi vàng của chờ đợi và có thể vào được bãi vàng vào được bãi gỗ của Mèo Mèo. Việt đang chém khá hay vào nhà Gunny của màn hình máy của Việt. Việt đây rồi, 28 trên 56. Đây rồi, nhà của ai đây? Nhà Grick. Nhà Grick do 9x cầm. Không nổ được chiếc VE và như vậy nó mất luôn hai con chém. Quá đen cho Việt đi mở. Quá đen. Đây màn hình máy Dũng Con. Dũng Con đang bị Yamoto của Mèo Mèo công vào. Chơi luôn. Nhà Yamoto cực yếu. Không có gì phải xoắn. Cung Nga đã lên hai áo. Nhưng chúng ta có thể thấy nó biến Cung Nga lên hai áo. Nhưng nó phải lên từng con một chứ không phải lên tập thể. Hơi liều tiều. Nhận được 200 gỗ từ đồng đội. Nhận được 200 gỗ từ Tôm. Màn hình máy của Tôm Grui 28 trên 56. Bây giờ thì đang công vào nhà của 15 do 9x Pro cầm. Nhà 9x Pro cũng đang còn khá nhiều phù thủy. Và 9x Pro là người đánh chắc nhà trận thi đấu này. Chắc nhà và Châu Y. Nhà của Hitty ở cánh bên kia rồi. Cánh bên kia thì sẽ phải gặp Persian của cậu Buồn. Cánh bên này là ba nhà. Như vậy là Hitty ở đầu cánh. Hitty đầu cánh gặp Persian. Thì như là cậu Buồn đang ôm chết ở nhà Persian. Khi mà điểm số cậu Buồn đang chỉ thua sau mỗi Tôm. Tôm đang có một pha dễ giải e cực tốt. Quá hay cho anh tôi. Gặp Tôm. Phù thủy không tác dụng. Bây giờ thì nông dân của 9x Pro chưa có bánh xe. Vâng, đi đâu? Một trận mà cửa thắng các cầu thủ bên phía Thái Bình là quá cao. Vâng, một pha liên hoan xác thịt của Tôm. Quá nhiều dân chúng ta có thể thấy. Như vậy là 9x đi sai luôn. Không gì có thể đánh được trong turn này khi mà Tôm là chém 4. Chúng ta có thể thấy không hiểu sao một trận Tôm mới đánh hay đến như vậy. Bây giờ mới phút 18 anh đã lên kích xong chém 4. Thì có lẽ là anh kích ở phút thứ 16. Nhà của Hitty bị cậu Buồn ôm chết. Đúng rồi, cậu Buồn GQK tát thẳng vào, nhặt vào mặt nhà Hitty do Nick cầm. Và Hitty không khỏe. Nhà của Lady Gaga do Dũng Con cầm. Có mới chỉ có 1-2 con chém của Mèo Mèo mà thôi. Không có tác dụng gì cả. Một nhà mà Max C quá kín. Không có gì có thể đỡ nổi. Chúng ta cùng chờ đợi và đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu thứ tư, tỷ số là 2-1 cho các cầu thủ bên phía Thái Bình.